rồi hả? Nó có chữ hôm nay, nó có chữ không? Hả? Chữ gì? Có nhiều chữ đúng không? Tặng muốn quyền lá, tập chơi. Thì đi chơi vậy đó. Vậy đó. Không, cái giống hồi xưa mình mua chữ An đó. Có mà mình có rồi, con không mua nữa. Nhiều chữ. Thì nhắc ở đâu trên đến khu vui chơi cầu trường có một thời gian chờ mà xin nhắc lại đi lại quá đố luôn á tay để được thiên từ một bộ Thank you.
Thank you.
cái điện thoại qua, lật cái điện thoại qua. Đó rồi đó, đâu có mất đâu. Mất cái hộp đó. Không có. Thank you.